Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì quý cô chú anh chị ơi, vẫn như ngày nào thì chiều anh em mình cũng đều là lao dọn quét mộ chú. Nhưng hôm nay quý cô chú anh chị thì trời mưa, quý cô chú anh chị. Con chào mấy cô. Mấy cô đi buổi chiều. Con chào cô nha. Hả, mưa hả? Hả, mưa hết trơn rồi. Hả, mọi người mặc hết rồi. À, uống cho chú anh chị ơi. Hết dù rồi. Hết dù rồi, đâu có dù nữa đâu. Áo mưa cũng hết luôn. Cái chuyện đụng cái dù của em quá má. Buổi chiều. Đây là cái gì, bé My, cao 1m8. Bây giờ lại phải tại thì bé Nhi mặc áo mưa màu mưa lắm nha cô chú. Hết áo mưa mà cũng hết dù luôn nghe quý chú anh chị. Chiều nay thì có mấy chị em nè. Lao phụ nữ nè quý anh chị. Giờ dọn dẹp bàn rồi tới ngồi mưa luôn đó nha. Ồ, dọn dẹp từ sớm giờ. Đây là ai đây? Ờ, à, chị Nhi. Còn bên kia, chị Bích. Điểm danh coi. Bé My. Ờ, à, chị Hương. Đó, à, quý chú chị. À, buổi chiều này không thể nào mà mình không thể nào mà lao mộ được quý chú chị. Đó. Ủa anh? Cái gì anh? Anh em mình là dính nhau rồi đó. Anh Hoàng quý cô chú chị. Đó. Bên đây thì chống dòng. Cái này là mình lao chùi xong hết luôn hả? Chống dòng. Anh Dông. Đó. À, buổi chiều này Duy Minh nghĩ rằng sẽ không có ấy đâu quý cô chú chị ạ, không có lao được đâu. Nè bà con quá thấy không, mưa thì cứ mưa rơi hoài thì chỉ có là mình lao là lao ngay chỗ cái bàn thờ thôi, nhưng mà mấy chị cũng đã làm rồi quý cô chú chị. Chị Nhi nè, chị Bích nè, chị Hương nè ha quý cô chú chị. Và ai nữa ta? Đó. Rồi. Chết, không sao. Đó, quý chú vậy thì có khán giả luôn quý chú vậy nè. Khán giả đến nè. Khán à. Ủa trời mưa mà khán giả còn ở đây quý chú vậy. Đó. Có mấy cây à, mấy anh em YouTube cầm luôn à. Không có để khán giả luôn vậy. 80 cây dù quý cô chú anh chị mà đã nó hư hết rồi, còn có mấy cây à quý chú anh chị. Còn cái cây này là cây của chú à. Cây này cái cây của chú Duy Minh là thỉnh và bảo vệ nó tới giờ còn quý chú anh chị. À, cái cây của Duy Minh rồi không đó, cây của Duy Minh rất là đẹp luôn cô chú nè. À, mình bảo vệ nó mới còn được ha quý chú anh chị, chứ không bảo vệ là chắc nó cũng hư luôn rồi đó. À, quý chú anh chị. Buổi chiều thì mấy anh em sớm xích nhau làm, nhưng mà có cái là trời mưa, chỉ còn cái bàn thờ là mình mới là lau và dọn được thôi. Nhưng mà thấy có bốn chị rồi, chị Nhi, chị Bích, chị Hương với là bé My đã lau sạch sẽ luôn quý chị. Dạ em trả chị luôn nè. À chị đem đây nè, mới đưa cho chị Bích kìa, có gì dầu kìa chị. Anh Ngọc kìa đó. À, khán giả à, anh đến từ đâu anh? Tiền Giang hả? Ủa hôm nay Tiền Giang lên đông nha, sớm nó đi xe 16 chỗ nè, cũng đi lên đây luôn nè. Mình lên đây mình làm hay sao anh? Gì hả? À, mình làm trên đây gần trên đây ha. Có ai có bà con nghèo hay gì à? Hình như là qua nó quên nó quý với chị hồi sáng Duy Minh thông báo là chị Hùng Loan tới bữa là 29 sẽ là phát gạo nghe quý chú chị, nhưng mà có phiếu nha, có phiếu đó quý chú chị. Kèo một số khán giả còn ở bên ngoài bên nhà chờ ha quý chú chị, không phải là cái mái che của chú Linh đó quý chú chị. Đây nè, chị gái này là gì nè, vợ của ai người ta?
À, anh nhìn vỏ đúng rồi. Ủa, chị đem cái võng theo dân võng cho bé ngủ luôn hả? Gì hả? Ờ. À, chào chị nha. Chào cô. Giờ mình về luôn hả chị? Gì vậy? Sao áo mưa đâu? Thôi bây giờ đứng ở đây nhanh vô coi có cổ mưa lấy mưa chưa. Hình như anh thấy. Còn không? Anh thấy hết rồi đó. Hết rồi. Mấy chục cái áo mưa của chị Hồng Ngọc. Của chị Hồng Ngọc đúng không? Không có chung chạy thì chút xíu mình sẽ thông báo cái thông tin về là cái vụ mà phát quà, phát gạo của anh chị ngày 29 tháng 8 dương lịch nhằm ngày là 14 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão của anh chị, thì còn không còn bao lâu nữa thôi là tới cái ngày đó ha quý anh chị. Là Duy Minh với là anh Ngọc với 15 hết hồi sáng là có đi đặt rồi đó quý anh chị, đi đặt và đến ngay cái dừa gạo luôn đó quý cô chú anh chị, và vô bao bò bao đẹp luôn, mỗi một bao là 10 kg ha quý cô chú anh chị. Và theo như thông tin á gì mình biết á là chị Hồng Loan vài bữa nữa sẽ lên và liên hệ với bên Hoa Viên, người ta sẽ lên kế hoạch để là phát như thế nào đó thì chưa có rõ ha quý cô chú anh chị, nhưng mà chắc ăn là có phiếu nha, chắc ăn là có phiếu đó. Thì cái phần thông tin đó thì chưa được có tiết lộ heo quý cô chú anh chị, chưa được có rõ. Nói chung là vì mình chỉ biết là tới đâu thì mình nói tới đó ha, đó chỉ biết là phát gạo và sẽ có phiếu, và chị Hồng Loan vài bữa nữa sẽ đi lên đây Hoa Viên sẽ làm việc với bên là ban quản lý Hoa Viên và cái cách thức phát như thế nào và những cái ai được nhận heo quý cô chú anh chị đó, rồi sẽ thông báo cho bà con cô bác sau đó. Hôm nay thì anh em mình không có ấy được rồi đó, bây giờ mấy ekip kia mà phát lọc cho một số bà con này ha, nó phát lọc vào buổi chiều chiều nay anh với em nếp bên thềm mưa hai đứa xem làm sao anh biết tên, chúc kỷ niệm sao em nỡ quên, ngồi bên nhau chú mưa biết em về không ai đón đưa, đường xa chân lối thưa chúng ta cùng đi chung dưới mưa. Ca mưa có tâm trạng cũng hơi thả hồn theo mưa tí xíu ca các bạn về mưa quý cô chú anh chị đó. Bà con cô bác khi trời mưa thì có những cái đèn như vậy thì rất là ấm áp luôn ha quý cô chú anh chị. Hương thì chắc có lẽ là tí xíu nữa anh em mình sẽ à, chú. Ủa, anh chứ anh Ngọc hả? Cái bọc hả? Anh chị Hồng Cà Mau hay là chị ha Hồng Cà Mau hay là chị Hồng Ngọc hả? tí ơi, rồi rồi. Hôm trước chị Hoa Hồng Cà Mau, chị Hồng Ngọc chị mua áo mưa quý cô chú anh chị. Nói chung chị Hồng Ngọc là chị nhiều tên lắm quý cô chú anh chị ơi. Nói thẳng chị chị mua nhiều đồ để tặng chú lắm nhưng mà chị giấu tên á. Quý cô chú anh chị. Chị tặng mà chị sợ người ta nói chị hay sao á, chị cứ giấu tên. Ủa cái gì mà khó nhiều dữ. Ủa cái gì vậy? Đúng rồi. Nhà lấy cái đi chạy. Tướng mã ơi hãy phi mau về báo thông tin cho quân ta được rõ. Gần gió đông sơ đã vùi thay nơi các bụi quang hà. Chiều nay trời mưa là muốn ca cổ quá quý cô chú anh chị.
Tiếng kèn tu quân đã tắt liệm từ lâu rồi. Tám gọi tên em trong những chiều sương lạnh. Ca hồi lộn xộn rồi bà con cười chắc. À chắc bà con không cười, mình quyết của chúng vậy, tại vì mình là mình đâu có mà thuộc bài đâu, mình ngẫu hứng mình ca cho bà con thôi. Bà con cũng bỏ qua ha, đừng có trách Di Minh. À, sau khi Di Minh đăng tải những cái thông tin buổi sáng thì chắc có lẽ là một số bà con coi không hết clip và cứ nghi ngờ là nói là cái thông tin đó không biết có chính xác hay không, mà cứ hỏi Di Minh hoài ha quý anh chị. Thì Di Minh nói luôn chính xác 100% nha quý cô chú anh chị. Và những cái mà Di Minh thông báo là phải có là cơ sở mới nói là đảm bảo 100%, còn không có cơ sở là Di Minh nói chỉ là tham khảo hoặc là gì đó thôi ha. Còn Di Minh nói chính xác là chính xác ha. Nói là thông tin là đó là rất là chính xác, tại sáng với mấy anh em mình đã làm có ra cái phiếu luôn mà. Cái phiếu đặt cọc rồi có nói chuyện với chị Hồng Loan qua Zalo khi anh Ngọc nói chuyện. Và chị đã đặt ha quý chị, đặt luôn. Rồi mọi cái thông tin nữa thì sắp tới nữa là Dương sẽ chia sẻ sau tiếp cho bà con ha. Buổi chiều nay nè bà con cô bác nè, thấy không đó. Anh ơi, anh có khi nào mà anh làm cho nó gọn cái đó là không anh, để nó gã cả cái kinh là anh bỏ vô dùm luôn cái anh. Không bỏ riêng nằm bên mà. Rồi nói chung là chiều nay là mấy anh chị em đi ship làm một cái tôm như vậy là hết ha. Đó đây thì có anh Dông với anh Ngọc thì đảm nhiệm coi rồi nhìn cô chú anh chị nè, nó chờ mưa gió mà không ngại đường xá xa xôi đến đây quyến mộ rồi chùm như nè. Đó đó. Ủa cái bọc này hình như là tới. Ủa sao mình không trồng vô mà mình để gì vậy? Gì hả? Mình trồng vô luôn á. Bọc. Dạ. Mấy bà cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị từ đâu đến cô chú anh chị? Bạn. Long Xuyên. Long Xuyên. Long Xuyên An Giang. Nhưng mà anh trai là anh ở trên quận Giao. Đâu mình kiểm tra lại coi. Coi còn cái gì thiếu sót không mình bổ sung thêm. À quý chú vậy mấy em chị Bích nè, rồi chị Hương nè. Em sợ nhất là mấy cái hai cái cây dầu hay cái dầu thôi mình kiểm tra lại coi em nhiều khi quên cái gì hết. Không phải là mà mình anh để anh để lên trên anh dặn anh cầm lên, nhiều khi nó sợ nó gớt anh. Còn dầu anh. Ồ hết dầu anh. Thấy chưa? Hết dầu. Em nghi em bây giờ anh ấy đi châm dầu thêm anh. Mà nhiều khi mấy anh chị em quên đó, quên hay chút gì hết. Tại đợt trước đó, mình mấy anh chị em lau trước. Tại vì mấy anh chị không có chuyên. Tại mình làm mình chuyên mình biết. Cho nên mình lau. Mấy anh chị là cứ lau cho sạch thôi. Đó. Thì mình kiểm tra lại không sao. Không sao hết. Cái nào lau rồi thì mình đó. Anh Ngọc anh ấy ha. Tại biết sao không? Cái cây đèn này mình không có thấy cái dầu bên trong á. Còn cái hai cái cây đèn kia mình nhìn thấy. Ủa sao anh em mình nói hay quá, làm mà dở mà nói sao nói hay quá. Cái này người ta nói làm thì ít mà nói nhiều. Làm ít nói nhiều quá. Quân sư cũng như quân sư. Đó 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 đó. Phật độ à. Anh Dông tính quậy hay gì anh Dông? Anh tính dầu quậy gì vậy? Giờ cứ gọi là phải có quân sư đúng không? Trời ơi, này anh nói nhò. Nhò hả? Ai điện? Cái đèn này cũng chưa chăm luôn hả? Rồi của cậu biết kìa nó nhò luôn. Alo, cậu nghe nè. Rồi bây giờ là mấy anh em có chăm dầu xong chắc có lẽ đi về luôn là vừa rồi. Tại chắc 5 giờ mấy, 6 giờ gì vậy? Gần 5 giờ. 6 giờ. À, con đi vô đi, cậu đang quay đây mà. Nha. Ủa chưa chăm dầu hả? Phải, chưa chăm mà quên chăm. Vậy. Quên chăm dầu. Quên chăm dầu. Lập chụp.
mỗi người làm thì lực chụp không sao, mình bổ sung thêm, mà cũng như mình là một cái đội ngũ xây dựng là thiếu là bổ sung đó, mình ai thiếu sót thì mình bổ sung. Mình hỗ trợ nhau nó mới xây dựng được cái mẫu chú nó mới hoàn hảo được chứ. Mình hỗ trợ nhau. Một cây làm chẳng lên non, mà ba cây mà chụm lợi mà lên. Trời ơi, bữa nay ông sổ nho nữa trời. Hôm nay anh Ngọc anh sổ nho nữa. Một cây làm chẳng lên non mà ba cây dụm lại. Ba cây dụm lại sao ta? Chẳng làm được chi. Rồi, bây giờ mình đi chụp cậu còn thiếu cái gì hay không? Hả, quý chú chị ơi. Ôi nghe, nhưng mà mình nhắc lại cái thông báo này là tí chột. Có bao nhiêu bà con anh em luôn, thậm chí cả anh em YouTube luôn hỏi mình là cái thông tin mà phát gạo bữa 29 Tây 29 tháng 8 và nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch có đúng hay không, thật sự hay không, thì mình nói luôn đi cho bà con của bác là chắc chắn 100% nha. Thông tin đó là có chắc chắn 100%. Đó anh Ngọc nè. Tại vì ở đây em có cái bill. Cho con cái bill đi anh. Có bill đúng không? Có cái bill. Bây giờ có bill anh nhờ được cọc trước luôn đúng không? Cọc trước rồi. Mà anh em mình đi chung luôn mà, nhiều khi mình nói mà bà con nhiều khi cô bác không tin. Cái số cái hàng gạo luôn nè. Đây cái này đó là cạc visit. Cạc visit. Cạc visit gạo. Bờ gờ quảng cáo giùm ta gì anh? Bờ gờ luôn. Bờ gờ quảng cáo giùm ta gì? Bờ gờ quảng cáo giùm ta gì? Bây giờ đó. Nước nhà nha. À quý cô chú anh chị. Còn là 33.200.000 nha. Bao nhiêu? Cái gì 32? 33. Ở trên anh 33 vậy? Ở trên kìa. Tổng tiền 33 vậy. Cọc 500.000. Cọc 500.000. Cọc 500. Còn 3.270.000. Cái gì 3.200 anh? 32.700. Tức là mình cọc 500 mình trừ lại là còn nè, còn lại nè, còn lại là 32.700.000 đồng đó, ở trên là 33 triệu nè. Bao nè, túi nè, túi ni lông nè 10 kg nè đó, hai số lượng nè 2.000 kg nè, 2.000 kg là 2 tháng đó quý cô chú anh chị đó. Ok chưa nè, có đóng mập luôn ha, nhằm ngày 20 tháng 8 nè, hồi sáng là mấy anh em mình đi nè đó, bà con yên tâm chưa? Rồi chưa dẹp vô đến thôi là ướt nhẹp rồi, mới mốt rồi ông có cái phiếu đó là căng á. Cái phiếu này là cái giá trị cao nhất đó. Ừ. 30 mấy triệu heo quý anh chị. 33 triệu 200. 200 ngàn. 200. Mình ứng 500. Bố mà cái ấy gạo này nó vừa gạo này cũng kêu đặt cọc dễ quá ha, có 500.000 à. Về cái thông tin mà phát gạo. Đúng rồi. Không mà nhưng mà người ta đúng ra là người ta đặt cái này là 10, nếu mà 2 tấn đi hỏi 2 tấn mà chia cho 10 là 200 phần quà. Mình bỏ ra rồi. Thì 200 phần quà này là sẽ được lên danh sách hộ. Lên danh sách. Chứ có lẽ là nhờ bên phường. Nói chung là cái thông tin là mình nắm tới đâu mình chia sẻ tới đó. Tức là chị Hồng Loan vài ngày nữa sẽ lên làm việc với bên Hoa Viên, nhờ Hoa Viên hỗ trợ lên danh sách. Nó chắc là những người nghèo thì ở phường, thường thường ở phường á thì người ta nắm rõ nhất. Rồi có thể là mình chừa lại một mớ nào đó để cho là ví dụ như 200 phần đi, mình chừa lại 5-70 phần gì đó để cho những vụ những người mà lao động nghèo, những người vé số từ phương xa là á, người ta có thể là nghe được thông tin này tới không chừng. Nó có thể là mình dự trù thôi nha. Đó là trên cái cơ sở là anh em mình suy luận. Nhưng mà còn cái thông tin chính xác là có phiếu. Đi đâu cái gì? Ở cái cuộn băng keo của em á. Quạt của em, cái cuộn keo của em á. Đó, quý chú anh chị, đó là thông tin chính xác. Về phát quà và phiếu phát quà như thế nào thì mấy anh em sẽ thông báo sau. Sẽ thông báo tiếp tục. Tiếp tục nếu mà có thông tin chính xác từ chị Hồng Loan. Chứ mình cũng không có dám mà nói bừa được. Đúng rồi, cái thông tin này quan trọng quý anh chị. Lỡ như bà con đăng lên mạng mà bà con cô bác xem kênh thì hãy xem cho kỹ ha quý cô chú anh chị, và xem hết video sẽ hiểu hết được cái câu chuyện. Chứ đừng xem những cái thông tin mà không có những cái bằng chứng chính xác, những cái nhiều khi thông tin những cái kênh khác á, người ta không có là nắm chính xác thì nhiều khi là đưa cái thông tin là bà con cô bác xem không có rõ ngày tháng và không rõ cái sự việc như thế nào, thì có thể là bà con cô bác hãy xem mà kỹ, là chia sẻ cho người thân của mình qua cái kênh YouTube của Duy Minh Vlog và 15 hết ha quý cô chú anh chị.
Anh Phương nãy giờ anh có nắm rõ không mà thấy anh ngầu quá. Cái thông tin là mấy anh em thắc mắc hỏi là cái thông tin cả gã YouTube luôn hỏi là cái thông tin là phát gạo ngày 29 có hay không. Là mình nói thẳng luôn là chính xác 100%. Đó. Đặt mà ngày nay đặt trên kênh của em đó. 29 tây tháng 8 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đó là chính xác 100%, 2 tấn gạo tức là 2000 kg. Sẽ vô bịch là một bịch 10 kg. Không, cái này là có phiếu đàng hoàng. Chị Hồng Loan sẽ thông báo sau tiếp ha. Chứ mình tới đâu mình biết tới đâu mình nói tới đó thôi. Tức là chị Hồng Loan sẽ lên làm việc với Hoa Viên, lên làm việc với Hoa Viên và sẽ nhờ Hoa Viên hỗ trợ những cái mà hoàn cảnh gia đình mà nghèo á. Đó thì sẽ có thì đây tới đó mà vài bữa nữa chị Hồng Ngon sẽ lên trước, mình sẽ phát làm việc bên Hoa Viên, người ta sẽ hỗ trợ người ta làm. Mình chỉ biết thông tin tới đó thôi, mà tới đâu mình đến đó nghe quý cô chú anh chị. Biết phát bao nhiêu tấn gạo không? Phát mấy chục ngàn tấn gạo luôn á. Bây giờ kinh nghiệm anh á, bây giờ đưa ra cho phường, đưa cho Hoa Viên của phường á, thì anh chiếu ra đưa hồi đi 150 chiếu đó để cho bây giờ họ nắm những người nghèo đó, những gia đình mà có người nghèo họ đó họ phát từng người đó. Còn mấy giờ họ mình phát dễ hơn. Còn nắp chọc là mình phát cho mấy cô, nắp chọc đây mình phát cho mấy cô, nắp chọc đây mình phát cho mấy cô bấy nhiêu số nè. Đúng rồi. Phát cho nó có cái sự là lộn xộn. Cho mấy cô, mấy cô vệ sinh đây nè, cũng rất là tội nghiệp nè. Mình tặng mấy người đó. Tại vì anh Phương không? Đó. Anh là muốn phát cái cổng quan. Không, cổng quan là lần đầu không làm mà lắm đó. Cứ cần gì mà phải làm. Nếu mà mình nói phát thông tin mà phát theo cổng quan là hàng ngàn người thậm chí. Không mà mấy đây nè, mấy anh em mình có xem cái video mà ở dưới nhà chị Hồng Loan vừa rồi không? Phát bánh thu á. Phát bánh trung thu á, có cái sự là hơi bị vỡ trận. Tại không có phiếu, ai cũng nghĩ nó hôm nay nghe bánh trung thu hồ về. Còn nhiều người có, nhiều không có thì họ buồn họ lắm đó. Bởi vì anh em mình phải đưa cái thông tin này cho chính xác nha. Chứ không dám nói bừa nó bãi quá chú chị. 200 phần quà thôi. 200 rất ít chứ vừa nha. 200 tính là không. 200 phần quà, mỗi một phần quà là 10 kg. Nhưng mà còn chưa biết là chị là gửi là có bổ sung thêm cái gì hay không. Hoặc là một phần quà gì là hai bịch hay là một bịch gì cũng chưa biết nha. Một phần gà và là biết là một bịch 10 cái gạo đó. Chắc mình nghĩ là một bịch. Nhưng mà cái mình nghĩ là một bịch mà 10 kg là nếu mà hai vợ chồng là ăn cũng phải cả tháng á. 10 kg. Nhưng mà 10 kg gạo đây là 10 kg gạo ngon. Gạo thơm lài. Dạng cũng nhất gì trong cái loại gạo đó. Thơm lài mà. 16.000. 16.600. Giá đúng giờ là giá 15.000 là không còn. 600. 16.000. Mới liên hệ mua gạo ở dưới Sài Gòn để từ thiện cho anh cách đây 2 ngày trước. Giá nó lên rồi, người trước anh mua 15.000 giờ lên 16.000 rồi. Còn anh mua đang lên mà. Đây là một cái thông tin rất là chính xác mà ba kênh của anh em mình, bốn kênh của chị Nhi nữa thì đưa chính xác nha bà con cô bác. Đó, rồi những cái thông tin của từ kênh khác thì Duy Minh không biết nha. Đó. Tại nhiều khi anh em sợ có một số anh em YouTube còn để hỏi em à. Hỏi có chính xác không Duy Minh? Đúng rồi, mấy anh em thì lại biết chính xác tại vì mình hỏi gọi điện. Thì bởi vì mình mới nói trả lời với mấy anh là nói là chính xác 100%. Là chính xác. Phát gạo 2000 kg tức là 2 tấn đó quý anh chị. Có thể là một phần là 10 kg gạo vô sẵn bao luôn, rất là đẹp. Gạo là trắng tinh luôn. Đó. Do chính Duy Minh cũng đã lựa mà bà đưa lên trên cái kênh của Duy Minh luôn á quý anh chị, quay cận cảnh cho bà con cái gạo là hột nào ra hột nấy không nứt. Không nứt nha. Hạt gạo là phải ra hạt gạo luôn, không nứt không gãy đầu, không có hột hột ấy luôn. Không có cái hộp mà gọi là gãy ngang luôn nha chị. Không có hộp gãy ngang luôn. Gạo ngon luôn mà. Rất là tuyệt vời và dẻo. Tại lựa gạo luôn mà, hộp nào ra hộp nấy luôn. Đó. Đó, quý cô chú anh chị ơi. Và cũng thông báo cho bà con cô bác, ngay cái ngày đó sẽ có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, có cả là Nguyên Vũ nè,
rồi có cả là nghệ sĩ Bình Tinh nè, rồi Linh Túy nè, rồi ai nữa ta, nghệ sĩ Vũ Lân nữa nè. À, quý cô chú anh chị, đó mình biết nhiều mình nói nhiều ha, còn nhiều lắm ha quý anh chị. Rồi bên Hoa Viên á, thì người ta mời thêm bao nhiêu người nghệ sĩ hay không thì người ta chưa thông báo nha. Mình lập phiếu trước cho mấy mình biết mấy cô cái khác khó khăn này là chứ còn bao nhiêu. Không không, cái này á là bên của bên ban quản lý Hoa Viên. Người ta làm. Phần mình đưa Hoa Viên làm việc đi chứ mình đừng phát đại trà. Không, cái này thì 50 phần là cho bên phường, còn 50 phần là đưa cho Hoa Viên đi. Hoa Viên biết cái trong gia đình có ai ở trong đây có ai. Không, nói chung bây giờ nè. Phát phiếu đi. Cái vài bữa nữa là chị Hồng Loan sẽ lên làm việc trực tiếp với bên Hoa Viên. Rồi nếu mà chị muốn cần anh em mình giúp đỡ chờ cái dù gì á nó thì mình giúp đỡ. Chứ giờ hồi nãy mình cũng nói chị Hồng Loan có vấn đề thôi. Mình còn nói bây giờ là trí chức mình chỉ nhờ bên phường đi. Rồi còn 50 phần là để 50 phần là một kiểu như hỗ trợ mình, kiểu như là kiểu như mình thủ thả lỡ như có mà khán giả hoặc là những người bán vé số nghèo nè. Tới không có đó là mình thủ lơ quý cô chú vậy. Mình thủ á. Chứ mà không có đi người ta trước đi. Hả? Để làm Ngọc nó dành cho hậu cần rồi nữa. Hậu cần không. Em anh nghĩ là ba về hậu cần đừng có đụng tới. Đừng tới. 10 kg gạo thì trước đi nhưng nghe đi ha. Hậu cần thì buổi đó thì nếu mà không có vấn đề thay đổi thì tối với mình dắt đi ăn. Không, hứa là làm. Nếu mà không có vấn đề mà anh em mà chịu đồng lòng á, tối thì Duy Minh dắt đi ăn. Cháo dịch bình thường. Cháo dịch nó như nhậu nhẹt là không nghe, nhậu nhẹt là tự bỏ tiền nghe, chứ mình không có nhậu đó. Quý chúng chị ơi, thì tới đó nhớ anh em lấy người phụ, tới đó một ngày bận rộn anh em mình. Nói chung là ngày đó là mấy anh em mình hơi bận rộn đó. Như ngày đó là em nhận quà của khán giả chỉ nữa. Chỉ cần mà nghe tin anh quà Dũng Bình hát với Dũng hát rồi đó là vỡ chặn luôn. Chắc chắn là có rồi. Có cả Linh Tý là con của chú Linh Tâm với lại Bích Tâm là Dân Tý. Rồi có cả là ca sĩ Nguyên Vũ nữa. Em biết cái đó anh biết chứ, anh chỉ biết được là chỉ có... Cái đó mình điện cho bên gạo liên hệ sớm. Không, cái đó là tự làm, mình nói giờ thì bên phường liên hệ. Không, đâu phải anh. Người ta làm việc với cái người đứng tên trên giấy tờ. Đứng tên trả tiền gạo trở tới đây. Là với anh Ngọc thôi. Thì họ trả ba gác tới đây rồi mình làm việc. Còn Hoa Viên thì chỉ hỗ trợ cái danh sách thôi. Mình nhờ Hoa Viên đầy sách đây cho dễ rồi, lúc đó không ai nói mình được. Mình không có dính dáng gì cái vụ phát cho người nha, mình chỉ đưa cho Hoa Viên làm việc chứ bên phường làm việc quay cái thôi. Cái danh sách mình quay hoặc là mình vô mình phụ cũng được thôi. Mình phụ cũng được, mình không có được phép ví dụ mình phát nha. Phát là chị lo phát nha. Không, ai có phiếu là người ta có sách, có phiếu rồi anh em mình phụ, mình lỡ mình phát cũng được. Nhưng ai lỡ mình ginh gạo mình phát cũng được. Mình phiếu một người đứng không phiếu, một người đưa gạo ra. Đúng rồi. Ví dụ vậy. Mình hỗ trợ bên hả? Chị không con trực tiếp đưa. Nói chung là tới bữa đó chắc là mình hỗ trợ chắc ăn rồi đó. Hỗ trợ cái đó là cho. Tại vì Hoa Viên này thì nhân viên người ta tới lúc đó người ta rất là bận luôn. Người ta chỉ hỗ trợ cái danh sách phiếu thôi. Chứ từ lúc đó là người ta đãi tiệc. Anh thấy những cô chú trong này, mình ở trong này mình sẽ tôn trọng viên. Anh thấy nhiều cô chú với rác cũng khó khăn lắm. Như mấy bà cô, như mấy bà chị trong này thì rất khó khăn lắm. Để em nói nghe nè. Tức là lên danh sách là bên Hoa Viên người ta đã có ta nắm được cái hoàn cảnh rồi thì tự người ta sẽ đưa vô à. Đúng rồi, cũng có một số cô chú ở trong Hoa Viên này ta khó khăn thật, nhưng mà em nghĩ là người ta cũng xét hết à. Không có vấn đề đó là nhờ Hoa Viên họ làm việc đi. Nói chung là một số thôi mình không có động tới ha. Vậy đi, phía rồi giờ là bên phường vô Hoa Viên. Tại vì mình trực tiếp ở đây mình cũng biết được ai khó khăn. Nên là nhưng mà mình thì mình nói vậy thôi, nhưng mà mình đâu có quyền đâu. Cái câu nó nói trước đó một ngày á là nhờ hai em đi. Gì vậy? Em một năm đứng ra họp. Rồi nó phân chia công việc nó. Đúng rồi. Cái cũng như là mình bố trí cái công việc ha. Cái bữa trăm ngày là mình trăm ngày là cả thiệt. Lộn xộn. Bữa đó một mình em á, có là Thiện Tiên Vlog là hỗ trợ em quay á, còn nhiều là em một mình em bốn cái bàn là em phải tự dọn ra tự cúng luôn mình luôn đó. Nếu mà ai xem được cái video đó sẽ biết 100 ngày
Dạ. Có ít hậu cần nè, có Thiện Tiên Vlog mà hỗ trợ em quay nè. Đó, quý chú vậy. Đó giờ em còn nhớ. Đúng không? Hả? Để trước một ngày đi mình phân công công việc dễ đi mấy chị hậu cần mặc áo thứ cho mặc áo con gàng em áo tím. Rồi nước non mình làm, bữa đó anh đem nước vô. Bữa đó nước là em bèo nó dài chục thùng nước rồi đó, em chở vô. Cái chuyện nước em thành vấn đề của em. Rồi chị mua thêm mấy cái dù để hỗ trợ. À ví dụ gì nè? Để tôi mấy cái dù. Ví dụ như cái công cái bữa đó em mua chắc em mua thêm mấy cái dù để em hỗ trợ thêm nữa. Lỡ mà trời nắng hay trời mưa. Đúng rồi, phân công. Yeah. Hợp xếp ví dụ như mình mà lúc đó mình rảnh thì mình có thể hỗ trợ người khác đó gì đó, nhưng đây nè nhưng mà nói nè, mình hỗ trợ người khác nhưng mà mình phải đảm bảo được cái vị trí của mình nha, chứ không phải mình hỗ trợ người khác mà mình không đảm bảo được cái vị trí của mình là cũng không được. Đúng rồi, giống như mình đi làm công ty gì đó, giống như mình làm công ty đó chị. Anh lợi là anh lợi anh làm đủ hàng nhưng mà rồi anh cầm giùm em chứng vậy đi, mình sẽ bàn tiếp ha. À, cầm giùm em cái em thắp hương luôn nha quý chú, 200 phần thì dễ 150 phần này em chỉ giữ cái điểm chính của mình đặt sớm. Em quay em né này à, né hả? Đang né hả? Né rồi, tránh cho khác rồi quay cho anh rồi biết. Cảm ơn gái uống chúng vậy vậy mình né anh cứ lựa đây thì mình né, mình lịch sự cũng như là đang đối mặt với bà con cô bác, mình né qua bên heo quý chú chị, mình là có cái hay lịch sự gì quý chú chị, nghĩa mình đi ban là ngay cái camera nhìn thấy nó cũng kỳ cho nên mình né qua bên. Vâng, thì video đến đây buổi chiều nay quý cô chú chị ơi, anh em mình đã làm còn ghẻ có mấy chị hôm nay là Di Minh không có lao mộ có một ngày từ đó giờ có ngày nay là không lao luôn quý cô chú chị. À, trời mưa lâm râm quý anh chị ơi, sẽ không có thắp hương cho tất cả hương linh đây, mai giờ mấy anh em vô thắp sớm nha quý anh chị đó. Thì video đến đây thì Di Minh cũng thông báo những cái thông tin chính xác cho bà con rồi ha đó, mong bà con cô bác hãy nghe và xem hết video, có nhiều bà con cô bác xem chưa hết video nên không hiểu ha. Video trước là Di Minh cũng có gọi mà Zalo làm việc với anh Ngọc với chị Hồng Loan là có quay trên Zalo rồi đó quý anh chị đã trực tiếp nói chuyện và đặt hàng, đặt gạo heo quý chú vậy. Thì bà con cô bác xem video Di Minh đã lâu rồi sẽ hiểu được cái tính cách của Di Minh và với tất cả các anh em đây, anh yêu cũng vậy, 15 ếch cũng vậy quý chú chị, sẽ biết được cái tình cảm của anh em ở đây heo quý chú chị. Di Minh cũng không có muốn là nói nhiều và
bà con cũng cô bác cũng khuyên với mình, ai nói gì nói, mình làm bằng cái nói chung là cái tấm lòng mình thôi ha quý chú vậy. Và còn cô bác thấy video có ý nghĩa thì do Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ ha quý chú vậy. Bây giờ Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.